Chào các cô chú, anh chị, hôm nay mình quay cái clip 24 giống 24 cây sứ, 24 giống khác nhau nha. Cái giá là 80.000 một cây, phí ship người mua 1.000.000 nha. Rồi bắt đầu từ cây số 1 nha. Mình có thể đi nguyên chậu hoặc là nhổ cây nha. Đây mình quay cây số 1 là cây Phúc Tấn rồi nha. Cây Phúc Tấn có 6 bò. Đây cái tàn đây, chớm nụ trơn, cái này chơi Tết ok nha. Đây, cây số 1 là cây Phúc Tấn. Đây, cái củ nó rất đẹp luôn nha. Rồi, tới cây số 2 là Văn Quế 13, có 5 bo. Đây, cái tàn trên đây. Có phân chưa nữa. Đây, củ đây. Cây số 3 là Phương Lâm Vàng nha. Phương Lâm Vàng có 5 bo luôn. Đây, tàn trồng do không. Tới cây số 4 là cây gạn đông nha. Cây gạn đông này có 6 bo. Đây, có đông luôn. Đây. Cái giá 80.000 cây nha. Mình giao từ 2 cây trở lên nha. Rồi, tới số 5 là quả sơn nha. Đây, quả sơn có 2, 4, 6 bo luôn. Đây, thử đây. Rồi, tới cây số 6 là cây hương hạ nha. Cây hương hạ này có 5 bo. Đây, cũng chớm nụ hết luôn. Củ đây. Củ rất đẹp. Rồi tới cây số 7 là cây ý xuân. Cây ý xuân này có 5 bo. Đây tược dài luôn, có thể ghép được luôn, chớm nụ hết luôn. Đây, cây ý xuân này có 5 bo. Củ như này. Tới cây số 8 là có 3 bo mà đua han nha. Đây dáng quái luôn, cây số 8 dáng quái luôn, giống đua han. Đây có 3 bo. Nhưng rất đẹp. Cái cây số 9 là Golden Year nha. Golden Year này có 5 bo. Đây. Cây nào cũng có chớm nụ bông hết rồi nha. Golden Year. Cái củ đây. Cái cây số 10 là tím 5 cánh nha. Ồ, quá nụ luôn. 2, 4, 6, 8 bo. Cái tím 5 cánh này có 8 bo. Đây, cái tàn rất là tròn luôn. Tới cây 11 là cây Mỹ Kiều. Cây Mỹ Kiều đây, cái tàn này có nụ luôn. Cây Mỹ Kiều này có 3 bò. Tới cây 12. Cây 12 là cây Ngọc Băng nha. Quá, cái tàn quá tròn luôn, Ngọc Băng nụ không luôn. Cây Ngọc Băng này có 4 bò. Cái cây 13 là cây ngọc phê. 2, 4, 6, 8, 9 bò. Cây ngọc phê có 9 bò. Tàn này. Cây ngọc phê. Tới cây 14 là cây búp là bà la bôi. Cây búp bà la bôi là có 2, 4, 6, 7 bò. Tàn trên cũng có nụ luôn. Cây này bà la bôi nha. Cái cây 15 là cây lưỡng nghi. Cây lưỡng nghi có một bẻ san hô luôn. Đây bẻ san hô đây. Đây một bẻ nữa. Hai bẻ san hô luôn. Đây cái củ này. Cái tàn rất là đẹp, có thể chiếc ghim luôn. Cái tàn dài, bo dài luôn. Tới cây 16 là cây mắt biếc. Đây cái tàn mắt biếc này có nụ luôn. Cây mắt biếc này có 3 bo. Tới cây 17 là cây minh thi có 5 bo. Đây cây minh thi. Tới cây 18 mà ghi lộn cây 19 này. Đoạn đường.
Cái cây 18 là cây cẩm hồng nha. Cây cẩm hồng này có 4 bo. Đây. Có nụ luôn. Cây cẩm hồng có 4 bo. Cây 19 là cây ngọc diễm. Đây cây ngọn ngọc diễm cũng có nụ luôn. Cái cây 20 là cây kim lăng. Ồ, cây kim lăng có nụ luôn. Cây kim lăng 2, 4, 6, 7 bo. Cái cây 21 là cây candy. Đây, candy cũng có nụ luôn. Mới chấm nụ không. Cái cây 22 là cây tím nha, cũng chấm nụ luôn nè. Cây 23. Cây 23 là cây trắng mới. Này, cây trắng mới lại có 5 bo luôn. Cây 24, cây 24 là cây minh hoàng nha. 2, 4, 6, 8 bo. Cây minh hoàng này có 8 bo luôn. Cây nào cũng chấm nụ hết rồi. Đây. Rồi mình chọn 24 giống khác nhau nữa nha. 24 cây, 24 giống nè. Chào các cô chú mấy anh chị nha. Có thể nhổ cây hoặc là đi nguyên chậu nha. Mình xếp từ 2 cây trở lên nha. Chào các cô chú mấy anh chị nha.